con ra ngoài này nhá, cả mà người ta ấy đỗ con thủng cái đầu con nhỉ. Thế con học lớp 3 nhỉ. Đấy, nó cố gắng học rồi con nhá. Ừ. Mày phải nhờ ông bạn ra lợp hộ cái máy, sửa hộ cho cái máy nhà. Vì tôi nặng quá, mập cho nên là không dám leo lên mái. Nhờ bạn bạn nó leo hộ chúng tôi mà leo mái thì sập mái mất. Nó bây giờ này anh em bốc cái chỗ này lên để làm đây. Dạ, ông thích hai cân xăng. Hai cân xăng mới chuyên ở khoan. May được các ông các bà trong hàng xóm như đây làm đỡ. Trời mưa gió nhiều mà nhà rột đanh rột đành nha. Mày có các ông các bà đến làm đỡ. Nám mà chả đủ thì thôi, chỉ cần được hai gian thôi, còn gian kia thôi đành để chấp nhận thôi. Rồi. Lấy cái bạt kéo nó. Thôi đành bây giờ trước mắt là thôi cứ lợp hai gian này cho nó ổn thôi.
chấm để rót. Tôi này chú. Đồng cố gắng này khơi cho anh cái giếng cái nhá. Nhưng mà dây khả năng nếu mấy bơm cắm là nóng dây. Và mình làm như này nhá. Phát tư là đủ. Thế đến đâu thì đóng một nửa đi đấy thôi. Đấy, em vừa khép hết rồi đây nhá, thì đến tối cố gắng xong cái vách bên này nhá. Em làm cũng nhanh nhỉ. Em cắt rau đây xong này nấu cơm ăn cơm nhá. Để anh làm hay thôi mình làm cùng nhau làm cho nó gọn đi đã nhá. Xong này nó để nói. Đóng cái cổng đã.
Vâng, nghỉ em ơi. Con làm sân này còn mới vách trong để mai, mai làm tiếp nhá. Này, cắt cho anh cái tròn. Ăn cơm ạ. Ăn em. Ở đây ăn miếng này bé lẻ nha. Em ăn đi. Em cứ ăn đi. Anh có chuyện gì đấy? Nãy là anh sang hàng xóm thì cảm ơn người ta làm đỡ cho mình đây. Cũng có một số nó nói linh tinh, anh cũng buồn, cũng chán, anh cũng nghĩ bảo thôi cho họ thuốc ăn nhỉ. Thôi em ăn đi. Thực sự là em cũng rất là này, vì cũng rất là khó. Em cũng nghe nể anh, cũng không biết phải làm thế nào. Thôi em ăn đi, kệ người ta đi. Bây giờ đằng nào đã thế rồi, rồi sau này chị sẽ hiểu cho anh thôi và hiểu cho em thôi nhá. Em ăn đi, thôi ăn đi để tuần xong em muốn về trong kia mà gặp chị thật mai nó có việc sáng ngày mai nhá. Ăn đi, thôi ăn. Mai thì anh em mình cho nốt cái khu này cho gọn nhé, xong xuôi. Hôm mai kia là phải xem có ra kia làm đồi làm nước, trồng cây, trồng hoa màu nhé. Đấy, ăn thôi ăn. Nghĩ thôi, không nghĩ nhiều nữa nhé. Cuộc đời ai đấy thôi, nó còn mãi về sau nhé. Rồi cái gì thôi người ta sẽ hiểu cho em thôi nhé. Chú Hải, bây giờ mới ăn cơm à? Chị ăn cơm bạn em chị ơi. Okay, cả nhà ăn cơm. Vâng ạ, thế chị ăn cơm chưa? Ăn rồi, chị ăn rồi xong chị mới sang. À đây là chị vào nước ạ. Vâng, chị vào đồng hồ đây tí chờ em ăn bát cơm đã chị nhá. Thế là cô chú cứ ăn cơm đi. Vâng ạ, em phải cảm ơn chị ngủ nước. Lúc chiều con gái của chị cũng lên chơi. Thì cô cũng bảo là ôi cô phúc hậu quá, cô bảo nó là vợ chồng cô cũng giúp đỡ nhiều người lắm mà. Cô cũng may quá. Hai anh em bọn em cũng là xa cơ nỡ bước thì thôi là gặp được gia đình nhà các bác cũng là may quá, cũng chẳng biết đi ở chỗ nào. Thế là cái nhà đây nhà con gái của nhà chị đấy. Vâng. Các cô chú xa cơ nỡ bước rồi thì các em cứ ở đây. Vâng. Cũng già để làm kiểu gọi là cũng làm để dần già cho nó có cái ăn. Rồi, em cắt được mầm bát rồi. Xong lấy nước rồi, mời bà uống nước. Mày thời tiết cũng hơi lạnh. Chả biết ngày mai ngày kia nó có hơi có ấm ấm lên một tí không. Em đem cái ấm nước ra nha. Làm bên này. Ôi, lúc nào cần đồ gì thì sang chị các cho lo gì.
Vâng, đây em đây thì các em nó vừa về đây thì còn hoàn cảnh thì chẳng có cái gì thì chị có giúp. Thế là em đây thì được cái là chỗ cô thờ cô cũng giúp đỡ nhiều lắm, đây xong nổi bát đĩa mà lại rượu chiếu đây cô cho mượn tất. Cô bảo thôi là thôi cứ vào và lấy là đây tất cả những cái này họ toàn họ cho hết này. Đây hôm nay cái này cũng có chỗ anh bạn hàng xóm anh sang chơi anh cho. Hôm nay đây anh em hàng xóm cũng sang lợp, gọi là lợp mái nhưng mà lá cọ chả còn đủ, chỉ lợp đúng có dàn rưỡi. Còn mai các vị này bảo mai cái vị sang cái vị khơi giếng hộ cho. Ô, nói chung là anh em cũng tốt. Thiếu thốn cái gì thì cứ sang gia đình chị ấy. Chị các giúp đỡ cho. Vâng, vâng. Em cảm ơn chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Chị nước ạ. Chị xin. Em uống nước xong này em đi sang chỗ nhà cái chú hàng xóm lúc chiều chú nằm đỡ chú mới vừa vào. Đoạn sang em uống nước em nhiều việc tí. Vâng. Vâng. Chú uống nước đấy. Vâng. Vâng. Thế thì hai em ba cháu uống nước nhá. Thôi này em sang bên một tí. Chú đi sang bên. Vâng, em sang nhà chú một tí. Cháu mấy ba uống. Ừ. Thế cô hỏi thật thế cháu chú Hải như thế nào? Thực ra câu chuyện cũng dài lắm bá. Cháu gặp bác Hải cũng là chị tình cờ thôi. Nhưng mà bây giờ thì cháu cũng làm khổ cho bác Hải rất nhiều. Cũng chỉ vì cháu hả? Cho nên bây giờ anh ấy là người khổ rất nhiều. Bây giờ cháu cũng chẳng biết phải làm thế nào bá. Thôi, thế chú Hải nó rất là tốt. Thế sau này cháu đừng có phụ công người ta. Vâng, cháu cũng chỉ biết ơn người ta thôi bà ạ, chứ đừng có cháu cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thôi, bây giờ khuya rồi, thế bà cũng xin phép cô chú thì bà về nhá. Vâng, con thả nước, con thả bà ơi. Bà xin phép. Vâng, con thả nước đi bà.